cứu vậy? Tôi đang nghiên cứu cái gọi là cái cây gậy tự sướng mà gọi là mini mà gọi là gọn nhẹ rồi đó. Chứ tại vì tôi thấy mấy chị điện về nói là gì vậy? Chế cho cái cây tự sướng được là mình nhớ mình chế không? Đó. Đi rừng á, đi rừng, đi núi, đi đồ, thứ nhất là mình mang theo cái gọi là đi dã ngoại. À, dã ngoại đó. Ai cũng mang một ba lô này, ba lô nọ rồi cầm mấy cây tự sướng thì nó dài dài này nọ, nó cũng vướng này nọ. Cái hỏi làm gì vậy? Thì đi ra nó chụp chủ yếu là tự sướng, và lại bây giờ nó có cái trang mà gọi là trang TikTok á. Ừ. Mấy chị nói là check in nè, 22 đang đứng cái cây to nhất ở Việt Nam mình. Ừ. Cục đá 10 vú. Ừ. Không nghe câu đó chưa? Chưa. Chưa hả? Chưa. À, rồi bữa nay là tôi được đến Xuân Lộc Đồng Nai để mà du lịch nè. Ừ. Đó, nhưng mà mấy chị nói là làm biến cái vấn đề mà gọi là cầm theo cái gì ta? Ừ. Cây tự sướng. Ừ. Tôi lại là nói là vậy thì một người check in rồi người kia đứng đứng chụp rồi đi quay lại. Bà nói đứa nào cũng check in chứ. Bây giờ nha, chia sẻ chị em rất hay. Chính chị em á mang trong người một cây tự sướng mà không biết. Ừ, ê, nói vậy chết luôn á. Cái gì vậy? Nói vậy là bậy á nha. Bậy cái gì? Tự nhiên mấy người mấy chị mang cây tự sướng ta xuống. Chỉ không mấy chị mang cây tự sướng trong người mà không ai hay biết. Ông xàm nữa rồi, mấy cái cây tự sướng không bao giờ ta mang theo, đa số người ta giấu ở nhà trong phòng kính của người ta không à. Chứ nghĩ sao mà chứ anh cho cây tự sướng gì? Hả? Cây tự sướng gì? Thì của mấy chị đó. Cái tự sướng chị em nào cũng có, đó chính là cái buộc tóc. Cái này buộc tóc chính là cái đồ tự sướng, rất là hợp với lý luôn. Nó vừa nhẹ vừa gọn gàng mà lúc nào cũng nằm trên đầu hết. Nãy ông nói là cái cây tự sướng nha, ông đừng có nói cái đồ nịt tóc này nọ nha. Cái đồ tự sướng thì tự sướng là cái đó gì em nữa. Em kêu cái đồ tự sướng chứ em kêu cái cây tự sướng đâu, hay là em kêu cái cục tự sướng đâu. Em bây giờ tôi cái hỏi ông bây giờ sướng. Món đồ tự sướng ông chỉ ông vô Google ông gõ cái coi. Ừ. Nó ra hàng hà là cái to nhỏ sơ sai kiểu này nó đều có hết trong thằng pin nè mà rồi rung nè rồi rung giật nè rồi cái gì đó không có pin nữa nè đầy đủ. Bây giờ chia sẻ nha, bây giờ anh có cái cây cái nào cũng được nhưng sao cái cây thẳng nó được rồi đụng mất chả lẽ bây giờ xuống nó bằng gì không biết không. Côn gì đó chứ côn chứ cái cây vậy cái cây vô là rách hết hả đâu. Ý là em nói là cái cồn nịt tóc á nó giúp cho mọi người là tạo ra một cái cây tự sướng rất là hay luôn. Ừ, rồi bây giờ anh chỉ cần em kiếm một cái cây đi em chia sẻ cho. Ừ, mới sao cây nào không được một cây này cứng. Bây giờ như thế này nha, mọi người kiếm một cây nào bất kỳ trong chỗ mọi người phượt á. Mọi người mở cái đồ nịt tóc ra. Mọi người lon cái cây này nè. Rồi mọi người sẽ để điện thoại lên đây. Như thế này. Rồi mọi người kéo. Mọi người tròn lại. À, để lên đó. Xong. Đồ mà cứng ngắc cái mà. Đúng rồi. Thì cây tự sướng là như vậy chứ cái nào nữa. Em mà không có chỗ dựng. Cầm này là cây cầm chứ không có dựng. Cây gì dựng thì anh cắm xuống đất. Anh kiếm cây dài lên. Anh cắm xuống đất. Đồ này thì hợp lý mà ta. Let's go. Được ha. Thiệt mà. Đồ lần sau nói cho rõ ràng tí nha. Nói kiểu đó là dễ bị mấy chị em hiểu lầm lắm đó. Đó thì cái đồ tự sướng của mấy chị em là cái này chứ là cái nịt tóc này một cục cái này thôi. Thế là xong. Đồ cục tóc vậy cái dây thun mà bây giờ nó có dây thun cục tóc được không? Nếu mà dây đắp cứng thì được. Thì hơn nếu mà dây đắp cứng thì được. À, nếu không cứng thì bó lên 5-6 cộng vô. Em mình nó chắc nụi à, cầm nó mắt đó. Đúng rồi. Ồ cam ra là hai bên rồi đó thoải mái luôn á. Đúng rồi. Né luôn mà. Ok, đó chia sẻ vậy thôi. Ok. Đó một cái mẹ đất hay, cho nên mọi người đi phượt mọi người cũng không cần đến cây tự sướng đâu. Nếu mà mọi người cảm giác là cần thiết á thì mọi người nên mang theo, còn mọi người cảm giác là nó sương sương thì không cần phải mang theo đâu. Kiếm cái cây nào làm đại nè. Đúng rồi. Ok. Ok, nhớ đăng ký bật chuông nha.